Hello anh em, đang quay trở lại với channel của mình Love FIFA Mobile đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một series về Nguyễn Công Phượng trong tựa game FIFA Mobile Hàn Quốc. Cầu thủ Nguyễn Công Phượng thì không phải ai cũng có nha anh em. Những anh em nào chơi từ rất lâu rồi thì mới có cơ hội để sở hữu Nguyễn Công Phượng thôi. Còn những anh em nào mới chơi thì Nguyễn Công Phượng đã được đưa vào danh sách Limited, bởi vì anh đã không còn thi đấu cho câu lạc bộ Sanchuden cũng như là ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc này anh em ạ. Sắp tới đây thì như mình đã nói, Nguyễn Hoàng Đức nếu sang Hàn Quốc thi đấu thì chúng ta sẽ có thẻ cầu thủ của Nguyễn Hoàng Đức cực kỳ là uy tín cũng như là đẳng cấp, phải không anh em? Tài năng của Nguyễn Hoàng Đức thì không cần phải bàn nữa rồi. Quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm Nguyễn Công Phượng ở cấp thẻ cộng 5, thẻ kinh nghiệm cũng là cộng 5 nha anh em. Cái này thì hiện tại đã update nâng cấp 2.0 và đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể nâng cấp mức thẻ của Nguyễn Công Phượng lên cộng 8, cộng 9, cộng 10. Mình sẽ cố gắng nâng cấp mức thẻ lên cộng 8 để gửi đến anh em ở những video sau. Nhưng mình nghĩ với những chỉ số như thế này thì có thể thi đấu ổn được rồi. Như anh em đã biết thì thẻ cầu thủ này là khi Nguyễn Công Phượng thi đấu ở Sanchuden, giải vô địch quốc gia Bỉ. Ngày hôm nay thì Nguyễn Công Phượng của chúng ta sẽ thi đấu bên cạnh các huyền thoại cũng như là các ngôi sao hàng đầu thế giới có thể kể đến. Như là trên hàng công chúng ta còn có một sự xuất hiện khác của Wayne Rooney. Thi đấu dưới Wayne Rooney và Nguyễn Công Phượng ngày hôm nay sẽ là Lee Nguyễn, một cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới gia hạn hợp đồng, đúng không anh em? Tiếp tục ở vị trí hàng thủ sẽ là Rio Vidic, cùng với đó là Alfonso David và Zambrota. Bộ ba hàng tiền vệ thi đấu cùng Nguyễn Công Phượng ngày hôm nay là Laurent Blanc, Park Ji-sung, cùng với đó là Michael Ballack. Chúng ta cùng đi vào trận đấu ngay sau đây thôi, đội bạn có VIP anh em ạ, để xem màn trình diễn của Nguyễn Công Phượng bên cạnh đó là Lee Nguyễn như thế nào. Đây là Alfonso David, tình huống cướp bóng hay. Nguyễn Công Phượng, những đường truyền của Nguyễn Công Phượng anh em có thể nhìn thấy rất là chính xác và lực đi rất căng. Những đường truyền thế này thì thường tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đồng đội, tránh trường hợp là bị đè mặt và cướp bóng. Tình huống dứt điểm ra ngoài như thế này thì chắc chắn rồi, cầu thủ này có họ hàng với Timo Werner. Tình huống bắt bài không thành công có lẽ là của Wayne Rooney. Phải đánh chặn từ xa rất hay của Nguyễn Công Phượng anh em có thể nhìn. Tình huống biết bóng nhưng không qua người thành công, bóng lộn xộn. Bóng vẫn trong chân của Nguyễn Công Phượng, liệu có được căng ngang? Michael Ballack. Ơ kìa, vào kìa. Có lẽ là một tình huống phạm lỗi với Nguyễn Công Phượng anh em ạ. Và anh đã mang lại một quả pen. Người đứng trước pha đá penalty là Michael Ballack. Nguy hiểm, dứt điểm. Phải đến nhịp thứ 2 thì Michael Ballack mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 1-0. Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15. Công đầu thuộc về tình huống solo đẳng cấp của Nguyễn Công Phượng. Và trong tình huống ăn mừng, chúng ta có thể thấy Nguyễn Công Phượng đã khoác vai của Michael Ballack, một hình ảnh mà chúng ta không bao giờ có thể thấy ở ngoài đời thực, nhưng ở trong game FIFA Mobile Hàn Quốc thì rất có thể nha anh em. Những trải nghiệm cực kỳ vui, cực kỳ thú vị chỉ có ở trong game thôi. Rất vui vẻ nha anh em, chứ cũng không, anh em cũng không đặt nặng những cái vấn đề khác khi mà chúng ta chơi game giải trí làm cái gì cả, phải không? Những tình huống lên bóng, Nguyễn Công Phượng đã tỏa sáng rồi. Người thi đấu cùng với anh ngày hôm nay, Lee Nguyễn, thì vẫn đang có những đường truyền rất hay. Anh em có thể thấy pha đập tường hay của Nguyễn Công Phượng, nhưng ngay sau đó là đường truyền sai địa chỉ của Park Ji-sung. Nguyễn Công Phượng, đường kiến tạo dứt điểm, không được. Một chút nữa thôi thì Nguyễn Công Phượng đã có hai đường kiến tạo rồi anh em ạ. Nguyễn Công Phượng thi đấu cực kỳ hay mà đây là mức danh 600.000. Anh em có thể thấy là đây là mức danh 600.000 và bên kia là người đá nha, không phải bot. Nhưng mà Nguyễn Công Phượng vẫn thi đấu cực kỳ xuất sắc anh em ạ. Từ đầu đến giờ, ngoài việc là tạo ra một quả pen cho Michael Ballack mở tỷ số, thì Nguyễn Công Phượng có một pha kiến tạo cực kỳ đẳng cấp. Nhưng mà cầu thủ đội nhà lại dứt điểm ra ngoài. Trong tình huống vừa rồi anh em có thể thấy là Nguyễn Công Phượng đã lui về tận giữa sân để tìm lại bóng cũng như là xây dựng lối chơi. Nguyễn Công Phượng tiếp tục là những đường miết bóng của Nguyễn Công Phượng, đường truyền. Những đường truyền của Nguyễn Công Phượng cực kỳ sắc anh em ạ, anh em có thể nhìn thấy. Rất là hay. Vì là ngày hôm nay trên hàng công có sự xuất hiện của cả Wayne Rooney. Nhưng mà từ đầu đến giờ thì anh em có thể thấy là Nguyễn Công Phượng đã làm mờ nhạt hoàn toàn Wayne Rooney rồi. Nói chung là bản thân mình đá cũng cảm xúc hơn rất nhiều nha anh em. Tiếp tục là một tình huống lên bóng. Đây là Wayne Rooney. Trọng tài cắt còi ở pha phản công. Một lần nữa rất khó hiểu những quyết định của trọng tài ngày hôm nay khi mà Michael Ballack đệm bóng cận thành thì không cho lợi thế, lại cho một quả pen. Tí nữa thì đã không vào. Rất may là ông vua về nhì vẫn dứt điểm thành công ở nhịp thứ hai. Đường truyền không tốt của Zambrota. Anh em có thể nhìn thể hình của Park Ji-sung mùa Icon 2002 cực kỳ đầm luôn anh em ạ.
Park Ji-sung CM mùa Icon 2002, nếu cậu cao thì mình khẳng định đây là một trong những CM xuất sắc nhất game luôn. Tình huống sai lầm, rất may là thủ thành Thibaut Courtois đã có pha đẩy bóng ra ngoài thành công. Tiếp tục là Park Ji-sung, những đường phản công không được rồi, có tình huống phạm lỗi. Anh em nhìn Park Ji-sung mùa 2002 Icon không khác gì lối đá của Ruud Gullit, mà thể hình mình thấy là cũng không kém cạnh đâu. Tiếp tục là những tình huống lên bóng. Đây là đường truyền cho Wayne Rooney, pha bứt tốc của Wayne Rooney. Tình huống đánh đâu? Anh em thấy gì chưa? Người kiến tạo là Wayne Rooney, còn pha đánh đầu là của Nguyễn Công Phượng. Ui trời ơi, góc quay quá đẹp. Có lẽ người theo kèm Nguyễn Công Phượng mình cũng không biết là ai, nhưng chắc chắn là một danh thủ lừng danh của bóng đá thế giới rồi. Đội bạn cũng thi đấu toàn Icon thôi. Phải nói là bàn thắng quá cảm xúc của Nguyễn Công Phượng anh em ạ. Nếu mà bây giờ được chiếu lại 5 lần thì chắc chắn mình sẽ chiếu lại cho anh em xem. Phả thoát người quá hay của Nguyễn Công Phượng, một kiến tạo và cùng với đó là một bàn thắng trực tiếp MVP ngày hôm nay chứ đâu nữa. Những tình huống truyền sai địa chỉ của Park Ji-sung. Đây là Wayne Rooney. Đường truyền sai của Wayne Rooney. Lúc nãy thì mình có nói về Wayne Rooney, anh hơi bị mờ nhạt trong trận đấu này. Khi thi đấu cùng Nguyễn Công Phượng thì ngay lập tức anh đã có một kiến tạo. Bản cầu thủ này của Wayne Rooney là khi anh đang thi đấu cho Derby County. Những năm tới thì Wayne Rooney chắc sẽ có bản Icon để ra thôi anh em ạ. Một Icon cuối cùng sẽ cập bến FIFA 22 năm sau, bên cạnh Robin Van Persie, Iker Casillas, cùng với đó là Cafu hiện tại vẫn chưa biết là ai, nhưng mà thấy nhiều diễn đàn khả năng sẽ là Gabriel Batistuta. Cái này thì mình thấy là nhiều diễn đàn nói như vậy thôi, chứ còn mình thì mình cũng không biết Icon đấy là ai. Cái đấy thì phải đợi xem FIFA nhá hàng xem là ai. Nhiều anh em thì thích RB của Manchester United là Gary Neville, nhưng mà không có thì mình cũng mong là sẽ có sự xuất hiện của vua sư tử Gabriel Batistuta. Đây là Nguyễn Công Phượng. Nguyễn Công Phượng, đường chọc khe Wayne Rooney. Bàn thắng của Wayne Rooney, phong cách ăn mừng quen thuộc và kiến tạo thứ hai của Nguyễn Công Phượng. MVP chắc chắn thuộc về Nguyễn Công Phượng rồi, không còn gì để mà nói. Khởi tạo là Nguyễn Công Phượng và kiến tạo cũng là Nguyễn Công Phượng. Đội bạn đã rất lịch sự, anh em có thể thấy rất hay. Nói chung là một trận đấu mình cảm thấy cho mình đá đội hình 10 tỷ mình cũng không thích đá bằng trận đấu này luôn anh em ạ. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Hình ảnh vừa rồi là Nguyễn Công Phượng chào khán giả anh em ạ.